Rất vui khi các cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Cà Mau Cuộc Sống với tôi, của Chức Lê nha. Các cô chú, anh chị khi xem video, đừng quên nhấn cho Chức Lê xin một like và ấn vào chuông đăng ký ủng hộ kênh Cà Mau Cuộc Sống với tôi, của Chức Lê nha. Chức Lê xin chân thành cảm ơn. Giờ mình quay cái cảnh hai anh em đi lên vuông càng cá cho các bạn xem nha. Mời các cô chú, anh chị và các bạn cùng xem, cùng theo dõi. Chào cả nhà nha. Rồi, đây là anh trai mình. Rồi, bắt đầu mình càng cá nha. Ở đây kêu bằng lưới càng cá chẽm nha các bạn. Lưới mình tới 1 tấc 7 lỗ lận. Nếu có dính cá là toàn là cá khủng nha các bạn. Cá từ 5 kg trở lên là mới dính nha. Thì vuông mình cũng khoảng 3 năm rồi chưa thuốc cá đó các bạn. Nên nếu dính cá chẽm là cá từ 5 kg trở lên nha. Như trong vuông mình thì mình sổ cạn thì mình càng cá chẽm thì nó dễ dính hơn. Tại này mình bí vuông đó các bạn, mình bí vuông nước hơi đầy nên mình kéo hơi sát vô mé. Với giả lại cái tập tính của con cá chẽm này thì nó thích ở những nơi nơi sâu, nơi sông sâu đó các bạn. Và nó trốn trú ẩn trong chà nên mình kéo sát mé mới có thể bắt nó được. Quá sát cái sừng. Chỗ này mình càng không dính cá nha các bạn. Giờ hai anh em mình dời lưới điểm khác. Mời các bạn vào xem hai anh em mình kỹ thuật mình càng cá như thế nào và kết quả ra sao nha. Đây là đoạn đường hai anh em mình đang càng cá đó nha các bạn. Rồi, mời các bạn cùng theo dõi nha. Các bạn, mình kéo lưới gì nè, hai người mình kéo lưới, mình càng hai bên vậy nè, là nó có cá là nó sẵn cái lưới nha các bạn. Rồi, cá đóng lưới các bạn ơi.
Rồi cá nhỏ chắc sảy các bạn. Sảy ha. Rồi rồi, cá đóng lưới tiếp tục nha các bạn. Cá này nhỏ sảy luôn rồi các bạn ơi. Mình sảy hai con liên tiếp luôn nha các bạn. Mình càng cá gì nè các bạn. Có cá là nó đóng vô lưới nhìn thấy mê lắm. Vì hết nước sổ, mình bí vuông nên nước hơi đầy quá, nên mình càng cá nó hơi khó dính nha các bạn. Chứ gặp lúc mình sổ vuông nó cạn thì cá nó dồn xuống lòng kinh, mình càng nó dễ dính hơn. Giả lại lưới của mình là 1 tấc 7 lỗ, nên dính cá là cá chẽm từ 5kg trở lên. Còn cá chẽm dưới 5kg thì nó không dính nha các bạn, nó chạy qua, nó chạy vụt qua luôn à. Nó chui lọt lỗ lưới luôn, tại lỗ lưới nó rất là to. Ở phía trước là mình có giăng tay lưới chặn trước đó các bạn. Tới đó là mình kéo ra giáp lưới rồi. Thường thường giáp lưới là nó hay dính cá lắm các bạn. Ồ, cá đóng lưới rồi các bạn ơi, vô mánh này. Còn. Cái lưới này anh kéo qua đây. 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 Ồ, dính cá này các bạn ơi. Ồ, vô mánh nè. Ồ, ồ, cá khủng, quá khủng, quá khủng. Ờ, cặp xuống vô, cặp xuống vô. Ồ, cặp xuống vô. Ồ, ồ. Đây các bạn ơi. Quá xá im đồ luôn. Mình lên gỡ trước hay sao? Rồi, cứ gỡ đi anh cặp vô đây cho còn. Đây. Tới sát luôn trời. Cái này còn cạn không anh? Tới sát luôn mới đóng dần. Cái chỗ này nó hỏng hay gì tính đây? Hỏng không ạ? Nó hai ba lớp luôn này. Cái này mình văng lại. Rồi, kéo tới đây đi. Đây, đây các bạn. Đây là kết quả đi vuông cạn lưới của hai anh em mình. Dính được con cá chẽm quá khủng nha các bạn. Cá này, cá chẽm này khoảng 7kg nha các bạn. Đây,
mặt lưới càng tới một tấc 7 đổ lực. Bắt toàn là cá khủng không nha các bạn. Là thu hoạch được được con duy nhất ha. Giờ mình kéo cá xong rồi, giờ mình văng tay lưới lại, mình văng ngâm lại coi nó có dính con nào nữa không. Vì hồi nãy mình xảy mấy con cá bự quá các bạn, mình chỉ dính được có con này thôi. Giờ video mình xin tạm dừng ở đây nha. Cảm ơn các cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cuối video. Các cô chú anh chị đừng quên cho Chức Lê xin một like và ấn vào chuông đăng ký ủng hộ kênh Cà Mau Cuộc Sống Với Tôi của Chức Lê nha. Chức Lê xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại.